Giữa bằng ngày một ông cướp người, thật các người không xem trời đất ra gì hết. Ông bạn là ai? Bằng hữu hay kẻ thù? Ông nghĩ thế nào cũng được. Ông bạn nó thấy nghĩa là? Nghĩa là điều người biết điều hay chi hay, điều mà người sắp đứng hướng. Có chuyện là gì mà bảo rằng ta sắp hướng? Trong em ta bắt như thuyền về làm gì, đó là chuyện của riêng ta, không xứng đáng gì đến nhà ngươi đâu. Chuyện gì dính liêu đơn đàn là dính liêu đơn ta. Ông bảo là gì của nàng? Vì nàng là gì của nhà ngươi? Là vợ chưa cưới của ta. Là vợ chưa cưới. Ngày xưa khi hai gia đình còn nghèo khó, khi hai trẻ lớn khôn sẽ kết thành thông gia, đã có tờ giả hôn chỉ phúc. Cách đây 3 năm, cha nàng bỗng trở thành quản tri phủ. Lời hứa kia đã bị người ta ruồng bỏ. Còn dục ba phụ thân tôi đã đủ điều, cho nên người phải lìa đời trong quốc ức. Nếu bây giờ ông gặp lại người ấy, ông sẽ như thế nào? Tôi không có biết nữa. Có lẽ là trước khi trở thành hai kẻ tử thù. Hai kẻ tử thù? Phải. Vậy bây giờ ông hãy nhìn coi tôi là ai. Hồ Như Thủy. Phải dù cái phụ thân em khi được làm quan đã phụ giống lời hứa ông ngày trước, lấy con nhục mà phụ thành thầm số thù hận. Chứ riêng em từ đầu xa nhau, đôi người đổi ngã nơi anh ơi. Thủy vẫn nhớ mãi người chồng chưa cưới, mà đinh mến trái ngang rẽ chia đôi ngã đôi đường. Hồ Như Thủy, kẻ như người thương cho sổ chết nắng sổ, nghe bỏ đi người vui đâu sụp đổ giấc mộng đầu gian dở kia. Âu Thiên Vũ, khi nay bảo gặp em, anh có điều muốn nói. Để làm gì? Sao bây giờ anh lại đuổi xua em? Ta muốn gặp nàng để hát cho nàng nghe bài ca tông biệt. Bài ca tông biệt. Phải. Âu Thiên Vũ, bài hát mà tôi vẫn thường hát trong những ngày thương nhớ dân xa, bây giờ hát cho nhau nghe lần cuối để gọi là vinh.
bên. Ừ, thiên nhu ta đưa biết ngày bước lên sẽ qua gì đâu. Ngồi sao xấu cho nên cuộc đời ta cứ mãi đau đau khốn khổ, chỉ xin một lần yêu mà không nói được nên lời. Mãi đến hôm nay thì đó là mỗi một con người đều có hoàn cảnh riêng. Thế giới ta em già yêu em mãi mãi, từ hôm nay già mãi mãi đến sau này. Ôi thiên chủ, em sẽ không bao giờ về quê xuất gia. Không, em sợ gì trọn đời em sẽ chưa theo anh. Không, ôi thiên chủ. Còn sanh và đời em còn dài, thì hãy cố tạo cho mình một tương lai đổi khác. Dù mai này em có về nơi xưa là trời xa, hãy quên đi chuyện thân dù ngày xưa. Những người ta đã quên rồi trong giấc mộng, rồi yêu ta đã chết rồi trong quá khứ. Thì vì cho đau khổ mà thôi. Ô thiên như hồ như thế. Dạ xin cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn quý vị.